thập tự gặp Chúa Giêsu, phải đóng đinh chịu khổ đau. Chúa ơi, thân Ngài tuôn huyết thấm thay, cố hình bởi chúng tôi này. Kìa xem bầu trời tâm tôi đê mê, đường giữa ban ngày gớm ghê, chính trong điện thờ Đức Giê-hô-va bức màn phải xe phai ra. Tại đây Giê-xu cất tiếng: Cha ơi, nay đã xong việc của tôi, kính giao linh hồn trong cánh tay Cha. Nói rồi Chúa chúc hơi ta, từ nơi mộ phần Chúa sống khoe vàng, coi chết nay bị phá tan, bé thẹn địa ngục chi